Và tiếp theo sau đây là phần thứ ba của Ngày Chinh Chiến Tàn của tác giả Trịnh Trọng Hiệp. Xin mời bà con mình cùng nghe. Một lát sau, Luân và tôi đang theo dõi tình hình trên hệ thống vô tuyến, thì Trung tá Sinh cầm bản đồ nói, bây giờ cho bắn vào phi trường Tân Sơn Nhất. Tôi sửng sốt hỏi lại, ông giải thích, lệnh của tư lệnh phó, bây giờ phi trường Tân Sơn Nhất bỏ ngỏ, lực lượng dù đã rút khỏi Tân Thới Hiệp. Tôi hỏi ông có phải là bắn quấy rối ngăn chặn địch xâm nhập, ông gật đầu. Quả thật, lệnh pháo binh bắn vào phi trường làm tôi ngỡ ngàng. Mới đêm qua, việc cộng pháo kích vào phi trường pháo binh, biệt khu thủ đô suốt đêm nỗ lực phản pháo để ngăn chặn, bây giờ pháo binh phải bắn vào đó, một việc làm ngược lại những gì trước đây được coi như ưu tiên hàng đầu. Mỗi lần phi trường hay Sài Gòn bị pháo kích, chuẩn tướng Hỷ vào trung tâm phối hợp hỏa lực đều to tiếng. Pháo binh phản pháo chưa? Nay chính ông phải quyết định một điều ngược lại. Mục đích là để ngăn chặn địch dùng khu vực này để làm hành lang xâm nhập tấn công từ mạn phía Bắc vào Sài Gòn. Trên bản đồ phi trường Tân Sơn Nhất là khu vực mang nền trắng, có những đường kẻ thẳng nhỏ như sợi chỉ, ngang dọc, chỗ cong vòng, chỗ ô vuông, chữ nhật. Biết bắn vào đâu bây giờ? Phi trường còn có ai trong đó? Phi cơ bay được đêm qua đã bay hết thì nhân viên làm việc dưới đất chắc cũng không còn. Tiểu đoàn 2 phòng thủ chắc cũng không còn ở đó để phòng thủ phi trường. Tôi chẳng có thời giờ để nghĩ ngợi lâu hơn. Lệnh kêu tác xạ pháo binh thì phải thi hành. Tôi trình cho Trung tá Sinh xem một hàng dọc các mục tiêu được chấm sát bên trong vòng đai phía bắc phi trường. Ông gật đầu thuận ý. Tướng Hỷ đứng gần đó, chiếc quạt máy hai cánh để góc phòng làm những tóc ông lò xòa trên vầng trán, khiến khuôn mặt ông mang vẻ bơ phờ, mệt mỏi. Hạ sĩ quan gọi pháo đội ở trường đua đổi tần số để nhận lệnh tác xạ, được chuyển bằng bạch văn, cũng cho biết rõ tính chất mục tiêu để họ không thắc mắc về việc phải tác xạ vào phi trường. Chừng 10 phút sau, pháo đội ở trường đua báo cáo tác xạ, tôi chạy vội ra ngoài để cảm nhận tiếng đại bác bắn đi từ trong lòng thành phố, tiếng đạn rơi nổ về hướng phi trường. Chưa bao giờ người dân thủ đô có thể nghỉ một ngày nào, không khí chiến tranh quá kề cận như đêm nay. Tiếng đạn pháo binh và tiếng nổ của các loại vũ khí nặng ầm ì từ nơi xa vang vọng, cùng tiếng sấm rền trong đám mây đêm. Thỉnh thoảng sáng lên ánh chớp xen với tiếng sét nổ rung trời. Mưa rơi lác đác, Sài Gòn chìm đắm trong bóng tối mang vẻ thê lương. Những tiếng động của chiến tranh và thiên nhiên như đe dọa một tai họa sắp đổ ập xuống Sài Gòn. Các sĩ quan cao cấp vẫn có mặt trong phòng. Tôi đứng phía sau kệ máy truyền tin quan sát mọi người và nghe ngóng theo dõi hệ thống tác xạ, radar. Một lúc sau, hạ sĩ quan bưng tô mì gói mời tôi ăn. Tôi nhận ra mình từ trưa đến giờ chưa ăn gì và phải thức suốt đêm 28, cả ngày hôm nay chưa ngủ. Tôi không cảm thấy đói, từ chối. Sau đó quan lại mang đến một ca sữa mời uống. Tôi uống một ít rồi nói với Trung Quý Luân là tôi mệt quá muốn ngủ một giấc, và nửa đêm đánh thức tôi dậy trực thế cho Luân. Tôi lấy một tấm bìa đem ra phía sau ngã lưng, nghe loáng thoáng là pháo binh biệt động quân cần thêm vài ngàn quả đạn, và ai đó đề cập xà lan đại bác ở Tân Cảng. Mệt mỏi tôi thiếp đi không còn để ý gì nữa. Tôi tỉnh giấc vì các đơn vị liên lạc ồn ào trên hệ thống vô tuyến. Trời đã sáng, có lẽ đêm qua không phải phiên trực của tôi, nên Luân để tôi ngủ. Tôi hỏi tình hình trong đêm, anh ta nói trong đêm không có gì, nhưng bây giờ trời sáng, địch bắt đầu tấn công khắp nơi quanh Sài Gòn. Thấy trong trung tâm phối hợp hỏa lực không còn ai ngoại trừ nhân viên trực, tôi hỏi Luân, được biết những vị tướng lãnh đã rời khỏi phòng lâu rồi. Tôi chạy ra nhìn ngoài sân cờ, hai chiếc trực thăng không còn ở sân đáp. Ngó qua trung tâm hành quân, tôi thấy mọi người vẫn làm việc đông đủ, có vẻ bận rộn hơn vì những thông tin liên lạc báo cáo tình hình tới tấp gửi đến từ các chi khu, đặc khu. Trên hệ thống vô tuyến, Luân đang liên lạc với các vị trí pháo binh quanh Sài Gòn, địch đang pháo kích tấn công các cứ điểm vòng đai. Nghĩ đến trung đội pháo binh bà Hôm,
đóng trong đồn Thái Văn Minh, có một đại đội địa phương quân đồn trú cách vị trí bà Hôm vài cây số, có những cánh đồng cỏ lát mênh mông về hướng Tây mà đôi lần đi bay điều chỉnh sóng tôi đã thấy. Tôi không khỏi nghĩ đến các đơn vị Việt Cộng trong đêm đã tập trung vượt qua cánh đồng lau sậy và bây giờ đang tấn công vào vị trí pháo binh này. Tôi nói Luân ngồi trực để tôi chạy qua bộ chỉ huy pháo binh biệt khu thủ đô báo cáo Trung tá Sinh và Đại quý Kỳ biết Việt Cộng đang nỗ lực tấn công các vị trí pháo binh radar. Không thấy Trung tá Sinh, tôi gặp Đại quý Kỳ và cho ông biết tin. Trong văn phòng, mọi người đang bận rộn như có vẻ chuẩn bị cho việc sẵn sàng đối phó trong tình hình mới. Hỏi đến Đại quý Hồng, tôi được biết ông được lệnh chỉ huy trưởng đi thăm dò tình hình quanh vòng đai Sài Gòn, hiện tại chưa về. Các pháo đội radar cũng đang bận rộn chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc di tản. Trở vào trung tâm phối hợp hỏa lực, các nơi đang báo cáo tấp nập trên hệ thống vô tuyến. Vừa lúc đó, đài radar địa sát Hóc Môn báo cáo, Việt Cộng đang tấn công mạnh vào vị trí phòng thủ. Tiếng âm thoại viên hốt hoảng. Quang Trung, đài 26 gọi, báo cáo thẩm quyền. Ông thầy của tôi bị rách áo rồi. Trung Quý, trưởng đài radar Hóc Môn bị thương rồi. Phước nói, tôi đang theo dõi tình hình trên hệ thống vô tuyến. Tôi nhận được điện thoại của người anh kế cho biết tối qua đã ra bến Bạch Đằng, nhưng không thể vào khu vực hải quân, phải quay trở về nhà. Nhưng ban đêm gần nhà có nhiều tiếng nổ như pháo kích, nên sáng nay đã di chuyển cả nhà đến nhà người quen bên bà Chiểu. Vừa cúp điện thoại, lại nghe tiếng reo, nhấc điện thoại tôi nghe đầu dây bên kia, một giọng nói hấp tấp. Tôi, thiếu tá Nghiêm, tiểu đoàn 61 pháo binh, cho gặp Trung tá Sinh. Việt Cộng đang đánh vào vị trí tôi ở Gò Vấp, tôi muốn biết quyết định của Trung tá. Thưa thiếu tá, Trung tá Sinh không có ở đây, xin thiếu tá chờ để tôi sang văn phòng hỏi. Nói xong tôi chạy ra ngoài, vừa đến văn phòng thì gặp Trung tá Sinh sắp bước lên thang lầu. Tôi dẫn lên văn phòng tư lệnh. Tôi trình ông về việc hậu cứ tiểu đoàn 61 pháo binh ở Gò Vấp bị tấn công và thiếu tá Nghiêm hỏi quyết định. Ông nói, thiếu tá Nghiêm bây giờ cố gắng giữ vị trí. Quay lại, trả lời thiếu tá Nghiêm, ông không nói gì, cúp điện thoại. Sài Gòn pháo, đây, gọi trả lời. Một chỉ danh lạ hoắc gọi pháo binh biệt khu thủ đô trên tần số 64.00 giải tỏa không lưu. Giờ này phi trường Tân Sơn Nhất coi như bỏ không, không còn hoạt động phi cơ nào bay đến đây để yêu cầu giải tỏa không lưu. Rất ngạc nhiên tôi cầm ống liên hộp. Đây, Sài Gòn pháo, bạn là ai, đang ở đâu, trả lời. Tôi là Lan, Lan 19, đang trên vùng Thủ Đức. Tôi thấy nhiều xe tăng T-54 Việt Cộng đang vượt qua cầu Đồng Nai. Bạn có muốn tác xạ pháo binh, tôi sẽ điều chỉnh cho bạn. Thì ra phi cơ quan sát L-19, vậy là nguy rồi. Xe tăng T-54 đã đến cửa ngõ Sài Gòn. Trong một thoáng tôi phân vân, không biết có phải phi cơ quan sát L-19 hay gã Việt Cộng nào ngồi dưới đất gần xa lộ, vào tần số không lưu chấm tọa độ bậy bạ để pháo binh bắn vào quân bạn đang rút lui về Sài Gòn. Có gì để kiểm chứng đây? Đây Sài Gòn pháo, bạn chờ tôi một giây. Tôi tính chạy gặp Trung tá Sinh để hỏi lệnh, nhưng không biết chắc bây giờ ông có còn họp hành gì với tư lệnh ở trên lầu không. Đây Sài Gòn pháo, bạn từ đâu đến? Cầu Đồng Nai không bị phá sập sao? Bạn có thấy gì trên cầu? Có thấy những thùng gỗ phủ bạc trên mặt cầu không? Trả lời. Tôi sực nhớ những thùng gỗ phủ bạc nằm trên mặt cầu dài hàng chục mét khi tôi đi về tiểu đoàn 46 pháo binh lãnh lương trong tuần trước. Xe tăng T-54 qua cầu, tất nhiên cầu không bị phá. Trong lúc vội vàng tôi hỏi một câu dư thừa. Tôi từ vòng 4, cầu vẫn còn nguyên, tôi thấy trên cầu có những thứ gì được che phủ không biết là gì. Thôi cứ nói L-19 cho tọa độ và cho pháo binh Thủ Đức chuẩn bị trước đã, tôi nghĩ vậy. Đây Sài Gòn pháo, bạn quan sát và cho tôi tọa độ để pháo binh bắn. Tôi nói Phước gọi pháo binh Thủ Đức chuẩn bị, sẽ có phi cơ quan sát L-19 điều chỉnh tác xạ. Sài Gòn pháo, súng phòng không trên T-54 bắn dữ quá, tôi không thể quan sát điều chỉnh cho bạn được, tôi rời dùng đây. Tôi chân hững, chiếc L-19 đến bất ngờ mà đi cũng bất ngờ, chắc chắn chiếc L-19 bay về Sài Gòn để tìm chỗ đáp, hay vì lý do gì đó. Chứ chẳng phải có nhiệm vụ quan sát mũi tiến quân của Việt Cộng và báo cáo cho quân bạn. Có điều tôi không còn áy náy là phải tự ý quyết định cho pháo binh bắn vào mục tiêu mà không kiểm chứng chắc chắn.
Có tiếng điện thoại reo, tiếng nói bên kia đầu dây với giọng khẩn cấp. Tôi, thiếu tá Nghiêm, muốn gặp trung tá chỉ huy trưởng. Diệt cộng đang đánh sập vào hàng rào phòng thủ. Tôi muốn biết quyết định của trung tá. Thiếu tá chờ, để tôi đi gặp trung tá. Tôi trả lời và đặt điện thoại trên mặt bàn, phóng gấp ra ngoài. Chắc thiếu tá Nghiêm đã gọi điện thoại trực tiếp trung tá Sinh, nhưng không gặp nên lại gọi trung tâm phối hợp hỏa lực. Tôi chạy sang bên văn phòng. Thượng sĩ Nhâm cho biết trung tá Sinh đang họp trên lầu chưa xuống. Thưa thiếu tá, trung tá Sinh đang họp. Lúc nãy trung tá nói thiếu tá cố giữ vị trí, bây giờ chưa có quyết định nào khác, chắc là vẫn phải cố thủ. Anh là ai, tên gì? Thiếu tá Nghiêm hỏi sẵn giọng, có vẻ nổi nóng vì không biết quyết định dứt khoát. Tôi xưng tên, cấp bậc và là sĩ quan trực trung tâm phối hợp hỏa lực. Thì đầu dây bên kia có tiếng đặt mạnh điện thoại xuống bàn. Thiếu tá Nghiêm chẳng nói chẳng rằng cúp luôn điện thoại. Bỗng Hạ Sĩ Phước nói lớn, Trung úy, đài quan sát báo cáo T-54 Việt Cộng tới bên kia cầu Bình Triệu rồi. Xe tăng địch đang tiến theo ngã xa lộ Biên Hòa, bây giờ lại thêm một mũi tiến vào Sài Gòn qua ngã Bình Triệu. Nghĩ đến gia đình tôi đang tạm trú ngụ sáng nay tại vùng Bà Chiểu, tôi lo lắng. Tôi cần báo gia đình tôi rời xa khu vực đó. Liên lạc điện thoại không được, tôi nảy một ý định xin phép trung tá Sinh mượn một xe jeep chừng nửa tiếng để gặp gia đình thông báo. Vừa lúc trung úy Luân vào phòng, tôi nói Luân là tôi đi ra ngoài nhờ anh ta trực trung tâm phối hợp hỏa lực một lát. Văn phòng bộ chỉ huy pháo binh biệt khu thủ đô lúc này mọi người ngồi yên lặng, ba lô nón sắt súng M16 đặt trên bàn. Tôi nhận ra mọi người dường như đã sẵn sàng, đang chờ đợi cho một hành trình triệt thoái. Nhìn nét mặt mọi người trong lo âu buồn bã, không ai nói với ai, vì Sài Gòn không giữ được phải triệt thoái theo đơn vị để tìm đường sống, nhưng có nghĩa là phải bỏ vợ con gia đình ở lại Sài Gòn. Trung tá Sinh chấp thuận, tôi leo lên xe jeep cùng người tài xế, chiếc xe vọt ra cổng trại Lê Văn Duyệt. Xe chạy qua nhiều ngã tư không dừng lại, đường xá vắng tanh. Qua cầu bông gần Lăng Ông, vòng dây cảm gai căng ngang qua đường, những người lính với áo giáp nón sắt hòm M16 ứng chiến, không đi được xe quay đầu phóng vọt về đường cũ. Trở vào trại Lê Văn Duyệt, cửa cổng không có ai kiểm soát ra vào như cách đây nửa tiếng đồng hồ. Một vài người lính nhớ nhác trong phòng trực trạm kiểm soát. Con đường từ ngoài cổng dẫn vào bộ tư lệnh biệt khu thủ đô có những người lái xe ra vội vàng. Xe dừng lại, tôi chạy vào bộ tư lệnh, băng qua lối đi vào trung tâm phối hợp hỏa lực, nhìn vào căn phòng lớn được làm bộ chỉ huy hành quân. Hoàn toàn trống vắng, dãy bàn dài chẳng còn một ai ngồi, cuối bàn là một nồi nước lớn. Tiếng điện thoại reo lên từng hồi, không còn ai nhấc lên. Bước vào trung tâm phối hợp hỏa lực cũng không có ai. Luân và hạ sĩ quan trực không còn trong phòng, chỉ có tiếng máy VRC-46 kêu khẹt khẹt, hoàn toàn im lặng vô tuyến. Bên trung tâm hành quân đèn điện sáng choang, giấy tờ sổ sách công văn vẫn còn trên mặt bàn, nhưng căn phòng vắng lặng, mọi người đâu hết rồi. Tôi chạy ra ngoài nhìn trên hành lang lầu một bộ tư lệnh, những nhân viên chạy tới chạy lui vội vã, đi vòng ra phía sau bộ chỉ huy pháo binh biệt khu thủ đô để vào văn phòng. Thấy trung úy Luân, trung úy Quế, các nhân viên, người đứng người ngồi im lặng, nét mặt mang vẻ buồn rầu. Thấy tôi, Quế nói, mình hàng rồi, lệnh tổng thống Dương Văn Minh kêu đầu hàng. Tôi cảm thấy chới với. Ý, bây giờ làm sao? Trung tá nói chờ chỉ thị của trung tá. Luân trả lời, mọi người vẫn lặng im. Một cảm giác hụt hẫng ùa đến. Tôi thấy mọi thứ sụp đổ, hàng rồi, thật bất ngờ. Mấy phút trước tôi không hề nghĩ tình huống này có thể xảy ra. Ngoài sân, sau bộ chỉ huy pháo binh biệt khu thủ đô, các nhân viên phòng 3 từ trên lầu vội vã đem những thùng đựng tài liệu, công văn, phóng đồ hành quân, trải đầy trên mặt cỏ. Một người cầm thùng xăng tưới lên và châm lửa đốt. Trước văn phòng pháo đội radar địa sát, chiếc xe GMC chứa đầy những dụng cụ thiết bị, từ sáng đã sẵn sàng tư thế lên đường, nay không ai ngó ngàng đến. Xung quanh bộ tư lệnh người ta hấp tấp hướng ra con đường dẫn ra cổng trại. Mọi người trong văn phòng bộ chỉ huy pháo binh biệt khu thủ đô vẫn chờ đợi trong im lặng. Chừng mấy phút sau, trung tá Sinh bước ra khỏi phòng. Mọi người bước theo ông ra hành lang phía sau.
Pháo đội radar phản pháo có Trung úy Quan và vài quân nhân thuộc quyền chạy đến để nghe chỉ thị. Trung tá Sinh nói, tình hình bây giờ quốc lộ 4 xuống miền Tây chưa giải tỏa được, chúng ta vẫn có thể đi, nhưng tôi là cấp chỉ huy, không thể đưa các anh em vào chỗ chết. Hơn nữa, Tổng thống Dương Văn Minh đã ra lệnh bỏ súng không chiến đấu nữa. Từ giờ phút này các anh em có thể về nhà, tuy nhiên giấy tờ tùy thân các anh em cứ giữ lấy, không nên vứt bỏ vì có khi cần đến. Ông Ngân nói bắt tay từng người đứng nghiêm chào bắt tay ông. Viên trung sĩ trẻ tuổi, pháo đội radar phản pháo, mặc áo giáp, nón sắt, bọc vải ngụy trang. Anh ta mím môi như nén sự cảm xúc, đưa tay ra bắt mà nước mắt tuôn trào, đầm đìa trên khuôn mặt trắng rỏi. Bắt tay xong anh ta đưa tay quệt nước mắt, quay quắt đi, chạy về văn phòng pháo đội. Mọi người nghẹn ngào rồi tản hàng. Trung tá Sinh chậm rãi lấy tấm thẻ kiểm soát ra vào cổng từ trong túi áo vứt vào trong mớ công văn giấy tờ đang cháy trên mặt cỏ. Giờ đây ta chẳng còn ra vào chốn này. Tôi cũng lấy tấm thẻ quăng vào đống lửa. Luôn gọi tôi chạy về trung tâm phối hợp hỏa lực để hủy bỏ sổ trực. Qua hành lang bộ tư lệnh, tôi nghe tiếng xôn xao trên lầu. Trung sĩ Đông là quân cảnh, ngồi trực ở văn phòng tư lệnh trên lầu 1. Trong lúc tuyệt vọng đã dùng súng tự sát. Luân và tôi xét quyển sổ trực. Tôi nói với Luân là phải bắn bỏ mấy máy truyền tin PRC-46. Luân nói, phá làm gì? Bên phòng truyền tin còn cả đống máy. Tôi lấy quần áo dân sự ra thay, cầm túi sách leo lên chiếc Yamaha phóng ra ngoài. Một đám người đang leo lên chiếc xe GMC đậu góc sân cờ, lấy những thùng đồ quân tiếp vụ. Có tiếng M16 nổ lóc chóc, tiếng la ó. Biệt khu thủ đô, thế là hết. Tôi rời biệt khu thủ đô cùng tâm trí đảo lộn, các con đường cách đây một tiếng đồng hồ vắng tanh, lúc này đầy người bộ hành. Xe cộ tất bật chạy vội vã, con đường Trần Quốc Toản từ hướng Phú Thọ, dòng xe cộ bỗng dạt ra, mấy chiếc M113 ào ào chạy đến, trên xe cắm cờ nửa đỏ nửa xanh, chính giữa có ngôi sao vàng, cùng đám Việt Cộng mặc đồ đen ngồi nhấp nhổm. Cánh tay đeo băng đỏ, cầm AK đang reo hò ầm ĩ như điên dại. Mấy gã lái M113 dường như cũng bị kích động tột độ vì chiến thắng lái xe chạy bạt mạng. Một cảm giác thất trận thật sự đến với tôi trong giây phút này. Những người dân hai bên đường không ai reo hò chào đón kẻ chiến thắng, mà chỉ bàng hoàng, ngơ ngác. Những ngày đầu tháng 5 năm 75, tôi ở trong trạng thái bàng hoàng hụt hẫng. Vì cuộc sống bất ngờ đảo lộn, bộ quân phục hàng ngày mặc trên người bỗng dưng không bao giờ mặc nữa. Không có cảnh cờ trắng đầu hàng, quân đội Việt Nam Cộng Hòa từ từ tan hàng biến mất vào với toàn dân miền Nam. Tôi đi dạo đường phố Sài Gòn, tại góc đường Yên Đỗ và Hai Bà Trưng, hai chiếc xe tăng M48 leo lên lề đường, nòng súng có một chiếc ủi nghiêng cột điện bên đường. Tôi chợt nghĩ hai chiếc này chắc hẳn đã bắn cháy T-54 tại Hàng Xanh như ai đã nói. Tại đường Trần Quý Cáp, một chiến xa M42 pháo binh phòng không đậu giữa đường, dưới bóng mát hàng me trong buổi trưa hè, hai nòng súng 40 ly chĩa lên trời. Một hình ảnh rất tương phản với con đường thơ mộng có hai hàng cây xanh mướt. Góc ngã tư Phú Nhuận, một đám trẻ chơi đùa leo trèo lên khẩu 105 ly nằm bên lề. Khẩu Đài Bắc một thời hét ra lửa, mở ra khói. Chỗ của nó là chiến trường chứ đâu phải nằm ở góc phố, xẹp cả hai bánh như thế này. Chắc đứa trẻ tinh nghịch nào đã chọc vào đầu van làm bánh xe pháo xẹp lép. Thật cảm thương cho người lính Việt Nam Cộng Hòa. Những chiến binh trên đường triệt thoái đã cố gắng hết khả năng, đem theo những chiến cụ về tận thủ đô, đành bỏ lại vì không còn đem đi đâu được nữa. Tôi gặp Thiếu Quý Cường cùng tiểu đoàn 46 pháo binh, được biết vị trí pháo binh Bà Hôm thất thủ sáng 30 tháng 4 năm 75, Trung Quý Thảo trung đội 3C, 46 pháo binh tử trận. Tôi hình dung hai khẩu Đại Bác 155 ly giờ phút cuối, hạ thấp nòng để trực xạ. Người pháo thủ trong hoàn cảnh này phải bắn những quả đạn cho nổ cách nòng 10 thước ngay hàng rào phòng thủ, để cản địch quân trước khi vị trí bị tràn ngập. Một tình huống mà người pháo binh khó tránh khỏi số phận bi đát. Mãi mãi về sau này, mỗi khi hồi tưởng về quá khứ, những ngày làm sĩ quan liên lạc pháo binh biệt khu thủ đô,
Tôi nhớ lại khung cảnh nơi đây trong những ngày cuối. Tôi không thể quên được hình ảnh người lính pháo binh bắt tay vị chỉ huy trưởng mà khuôn mặt đầm đìa nước mắt sau khi nghe chỉ thị cuối cùng tại bộ chỉ huy pháo binh biệt khu thủ đô sáng ngày 30 tháng 4 năm 75, ngày chinh chiến tàn. Chú thích: năm 1981, tình cờ tôi gặp một người bạn cũ tên Trần Văn Hiền. Anh ta cho biết sau khi rời trung học vào không quân là trung úy phi công L-19 ở vùng 4. Sáng ngày 30 tháng 4 năm 75, anh ta bay về Sài Gòn và đáp phi cơ ngay trên con đường Nguyễn Hoàng Chợ Lớn. Được hỏi có phải anh ta liên lạc với Sài Gòn pháo ngày hôm đó, anh trả lời không phải. Như vậy, chiếc L-19 liên lạc với pháo binh biệt khu thủ đô không phải là phi cơ duy nhất từ vùng 4 bay về Sài Gòn sáng ngày 30 tháng 4 năm 1975. Tác giả: Trịnh Trọng Hiệp, tiểu đoàn 46 pháo binh biệt khu thủ đô. Xin cảm ơn tác giả và cảm ơn bà con mình đã lắng nghe.